Phong quy đã đỡ bắt đầu và lời nói đầu tiên cho phép Ngô Thừa Ân xin phép được thay mặt dịch vụ tiệc cưới Quốc Minh kết hợp với dịch vụ nấu ăn Diễm Minh xin được gửi đến tất cả quý vị quan khách cùng quan viên hai họ đang có mặt trong hôn trường tiệc cưới ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân ái và trân trọng nhất. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Vâng, và đây cũng là ngày lành tháng tốt và được sự đồng ý của chủ hôn hai bên gia đình. Thì dịch vụ tiệc cưới Quốc Minh kết hợp với dịch vụ nấu ăn Diễm Minh rất hân hạnh tổ chức chương trình nghi thức lễ vô quy dành cho cô dâu Hồng Phương và chú rể Kiên Nghị. Vâng, và đó cũng chính là lý do mà tất cả quý vị đang có mặt trong hôn trường tiệc cưới ngày hôm nay. Và xin kính mời tất cả quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật to, thật nồng nhiệt. Chương trình nghi thức lễ vô quy xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người, nhất là tình yêu đôi lứa. Đó là một món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Từ hôm nay, nếu không có cô dâu Hồng Phương, thì cuộc sống của chú rể Kiên Nghị sẽ không còn ý nghĩa nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chú rể Kiên Nghị sẽ mãi là con thuyền chèo lái đưa Hồng Phương về với bên bờ hạnh phúc. Dây trầu quấn lấy thân cầu, đôi ta hẹn ước yêu nhau trọn đời. Kính thưa quý vị, tình yêu đôi lứa thì mênh mông như biển cả, trong sáng như ở trăng thu và ấm áp nồng nàn như hơi thở của mùa xuân. Và giây phút ở đây, kính mời tất cả quý vị hãy hướng mắt về lối đi chính và dành một tràng vỗ tay thật to, thật nồng nhiệt. Chúng ta cùng hân hoan chào đón đôi tân lang và tân gia nhân đẹp nhất, rạng ngời hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Chú rể Kiên Nghị sắm nhân cùng cô dâu Hồng Phương một tràng vỗ tay thật lớn nào. Hãy dành cho những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng những bước đi chung đầu tiên trải dài của đường hạnh phúc ạ. Vỗ tay lớn lên được không ạ? Vỗ tay lớn lên nào. Kính thưa quý vị, ta có thể nói rằng tình yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta, và chúng ta cứ hãy nâng niu và trân trọng nó. Kính thưa quý vị, vào một ngày đẹp trời bên dòng thẳm mơ thơ mộng, thì ánh mắt của Kiên Nghị đã có cái nhìn đầu tiên với Hồng Phương. Và rồi thời gian cứ trôi đi dòng đời cứ chạy, có phải không, điều đó có phải không? Một chút nhớ nhung ôm đầy hình bóng, một chút bâng khuâng đợi trời lạ lộng, một chút xính sao, một chút thế thôi. Để rồi từ đó anh về đến mắt sao trời, em đây kết tóc ở đời với anh. Kính thưa quý vị, trai khôn thì dựng vợ, gái khôn thì gả chồng, đó là một quy luật tất yếu của tự nhiên. Và ngày hôm nay hai bạn trẻ của chúng ta đã đi đến một quyết định rất trọng đại trong cuộc đời, đó chính là hôn nhân. Vâng, và kính thưa quý vị, chú rể và cô dâu của chúng ta có được ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn sinh thành và dưỡng dục vô bến của song thân hai bên gia đình. Kính thưa quý vị, cây cội gốc thì mới đầm hoa kết trái, nước có nguồn mới có biển sâu. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Biển rộng bao la không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không của kính công cha. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời những người đại diện chủ hôn hai bên gia đình. Đầu tiên thì xin mời chú Sáu và cô Năm của cô dâu sẽ đại diện cho chủ hôn hòa nhà gái. Xin mời ông bà cùng tay trong tay tiến lên sân khấu. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện chủ hôn hòa nhà trai là chú Sáu và thím Sáu của chú rể Kiên Nghị. Xin mời ông bà cùng tay trong tay tiến lên sân khấu. Và đây là những nhân vật đặc biệt quan trọng, những người đã tạo dựng và đem đến niềm hạnh phúc cho hai người đẹp nhất hôm nay. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón hai bên gia đình ạ. Kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng tôi bây giờ đã có sự hiện diện quan trọng và đầy đủ của chú rể và cô dâu cùng với đại diện chủ hôn hai bên gia đình. Và ngay bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị cùng hướng mặt về sân khấu và cho phép chú rể và cô dâu cùng với đại diện chủ hôn hai bên gia đình xin được nghiêng đầu chào tất cả quý vị thay cho lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Vâng, mà để mở đầu chương trình hôm nay thì Thượng Ân cũng xin phép đại diện cho chủ hôm hai bên gia đình, những người thực hiện chương trình dịch vụ tiệc cưới Quốc Minh cùng hết dịch vụ nấu ăn Diễm Minh xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã nhấn chút thời gian quý báu của mình đến đây để cùng chung vui với hai gia đình. Và trong lúc tổ chức tiệc cưới có điều gì đó sơ sót, mong rằng tất cả quý vị vì tình cảm yêu thương của mình dành cho đôi bạn trẻ mà hãy thông cảm, chia sẻ và bỏ qua cho gia đình chúng tôi. Vâng, và kính thưa quý vị, dù kia sực rỡ màu hồng, đôi ta đều bày tấm lòng thủy chung. Và xin mời chú rể và cô dâu tay trong tay tiến về bàn rượu để khui những chai rượu ngọt ngào, rót vào những ly rượu ân tình để dân trai dân mẹ thay cho lời cảm ơn chân thành, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra cho con một người vợ, một người chồng tuyệt vời ngày hôm nay. Xin mời. Và xin kính mời tất cả quý vị hãy vỗ tay thật lớn lên ủng hộ thân thật chú rể khu trận đấu đầu tiên được các bạn. Vỗ tay lớn lên nào. Vỗ tay lớn lên các bạn. Kính thưa quý vị, những chiếc ly được xếp chồng lên nhau tượng trưng cho công cha như núi ngất trời, và những dòng sâm banh chảy qua từng tháp ly được ví như nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ ghi lòng không quên. Vâng, và xin được chúc mừng chú rể và cô dâu đã khui thành công chai rượu thứ nhất. Kính thưa quý vị, chai rượu thứ nhất là rượu duyên rượu nợ, chai rượu thứ hai là rượu vợ rượu chồng, để cho từng chữ duyên nợ vợ chồng được kết chặt trong đời với nhau. Thì xin mời chú rể và cô dâu khui tiếp chai rượu thứ hai. Và xin kính mời tất cả quý vị hãy nâng nhẹ cánh tay của mình lên, chuẩn bị vỗ tay thật lớn cho chai rượu thứ hai. Và lên được không ạ? Chuẩn bị nào. Mạnh lên chú rể ơi. Chuẩn bị nào. Vỗ tay lớn được không ạ? Rượu hồng ta rót vào ly, thắm tình tri kỷ duyên ta vững bền. Vâng, và rượu hồng đã được rót đầy thắp đi tình yêu của ban tổ chức. Và điều đó cũng đã thỏa lòng mong ước ngày đêm của chú rể kiên nghị. Bởi vì chú rể kiên nghị đã từng nói với cô dâu Hồng Phương rằng: ước gì anh lấy định năng để anh đem gạch bắt ra về xây. Xin dòng truyền lại xin ngang siêu đại tình ấy dành riêng cho hai đứa mình. Và ngày hôm nay dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị thì điều ước của chú rể đã trở thành sự thật. Và cô dâu cũng đã nhẹ nhàng đáp lại chồng mình rằng: từ nay thiếp đã có chàng, đáng ngồi vui buồn chia sẻ cùng nhau, dây trầu quần lại thân câu, chàng chàng thiếp thiếp yêu nhau trọn đời. Vâng, và giờ đây để tỏ lòng hiếu kính với những vị chủ hôn hai bên gia đình thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ lần lượt nhân những ly rượu tình rượu hiếu của mình lên chủ hôn hai bên gia đình ạ. Xin mời ạ. Bây giờ thì chú rể sẽ dâng rượu cho cô năm của cô dâu, và cô dâu sẽ dâng rượu cho thím sáu của chú rể. Vâng ạ. Và tiếp theo thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ dâng rượu cho chú sáu của chú rể và chú sáu của cô dâu ạ. Và con xin kính dâng sức khỏe của cháu chú sáu ạ, và cô năm và cô sáu của chú rể và cô dâu ạ. Vâng ạ, từ nay sum họp một nhà, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Và giờ đây để thắt chặt tình thông gia hai bên gia đình, xin mời đại diện hai bên gia đình sẽ tiến đến và cùng ly với nhau. Xin mời ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng ạ, xin được chúc mừng hai bên gia đình đã có châu hiền để thảo, và cũng xin được kính chúc tình thông gia hai bên gia đình ngày càng thắt chặt cơ sinh với nhau hơn nữa. Và giờ đây thì xin mời đại diện hai gia đình cùng cạn ly ạ. Cạn ly luôn ạ. Vâng ạ.
Kính thưa quý vị, sự tình yêu nồng say dương thấm, sự mênh mông kết chặt nghĩa vô thê can trường đạo nghĩa, sự ân tình mãi mãi ở bên nhau. Và giây phút này kính mời tất cả quý vị bên dưới, ai có rượu, ai có bia nâng bia, ai cứ nâng ngọt, chúng ta cùng nhau nâng nước ngọt. 1, 2, 3, vô thật lượng để cạn số này cùng với chú rể và cô dâu đồng ý không nào? Xin mời nâng ly được các bạn, chuẩn bị nâng ly được các bạn, nâng ly nào, cùng đếm được không ạ? Chuẩn bị đếm nào, nâng ly nào, chuẩn bị 1, 2, 3, vô. Rượu hồng thì nhấp đã cay, rượu tình thì nhắm mà say suốt đời. Vâng, và nhân ngày trọng đại của đời lứa hôm nay thì chú rể kiên nghị cùng cô dâu Hồng Phương đã nâng ly rượu nồng nàn tình nghĩa phu thê. Và xin mời chú rể và cô dâu tiến đến nghi thức cả bán hạnh phúc. Quý vị, bánh này vỏ trắng rượu hồng cho ta thấy được hương nồng tình yêu. Bánh này ấp ủ bao điều, tình chồng nghĩa vợ trọn đời không phai. Tay bưng để muối chén gừng, gừng cay muối mặn xin được quên nhau. Vâng, và nghi lễ cặp bánh hạnh phúc chính thức nói thật rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, ngay giây phút này thì chú rể kiên nghị cùng cô dâu Hồng Phương chính thức nên vợ thành chồng, nguyện cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và chăm sóc nhau cho đến trọn cuộc đời này. Vâng, và kính thưa quý vị, một giây phút thi liêng nhất cũng đã đến. Giây phút này thì xin mời chú rể sẽ móc trong túi của mình ra một chiếc nhẫn để cầu hôn cô dâu. Vâng ạ, trao cho cô dâu ngay tại trên sân khấu này luôn ạ. Xin mời chú rể ạ. Chú rể có nói gì không ạ? Trước khi mình cầu hôn mình cũng phải nói vài câu chứ ạ. Khỏi nói ạ. Khỏi nói rồi, tối vô trong nói sao ạ. Vâng ạ. Cái giây phút này thường thường em thấy người ta làm vậy nè anh ơi, ta làm vậy nè, ai mà đứng vậy, mình phải không ạ? Vỗ tay lớn được không ạ? Vâng ạ. Rồi trao xong luôn rồi ạ. Đúng rồi đó, phải làm vậy nè anh ơi, nó đúng rồi. Trời ơi cho đẹp cái coi. Quý vị đâu à, vỗ tay lớn được không ạ? Đó, đẹp màn hình chưa ạ? Quá đẹp luôn ạ. Cô dâu cười rất là tươi ạ. Vâng ạ. Rồi. Và bây giờ một giây phút cũng đặc biệt quan trọng nữa. Giây phút này thì tất cả quý vị sẽ được yêu cầu chú rể và cô dâu làm điều gì đó trên sân khấu này ạ. Quý vị có yêu cầu gì không ạ? Thường thường mình đi đám cưới mình sẽ thấy chú rể và cô dâu làm điều gì ở cuối chương trình ạ? Làm gì nào? Vâng ạ. Kính thưa quý vị, không có tình yêu nào đẹp hơn tình yêu đôi lứa. Tình yêu là gì? Không ai định nghĩa được. Tình yêu là phép nhiệm màu giúp ta xoa dịu nỗi đau trong lòng. Chút tình là chút hư không để ai dính phải tương tư tơ lòng. Và trong tình yêu, những nụ hôn ngọt ngào thì giúp tình ta thêm hương vị. Nụ hôn thật dài, thật sâu, đó cũng chính là ngôn ngữ diễn đạt của tình yêu. Và có lẽ rằng trong lúc quen biết và tìm hiểu nhau thì chú rể và cô dâu của chúng ta đã trao nhau rất rất nhiều nụ hôn như thế. Nhưng những nụ hôn đó không ai chứng kiến. Riêng hôm nay rất đặc biệt, chú rể và cô dâu của chúng ta sẽ hôn nhau ngay tại trên sân khấu này dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị. Quý vị có đồng ý không ạ? Ai đồng ý vỗ tay lớn lên không ạ? Vâng ạ. Và trước khi hôn sẽ có vài câu hỏi nhỏ dành riêng cho chú rể trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng chú rể kiên nghị anh sẽ trả lời thật lòng nhất có thể ạ. Xin hỏi chú rể kiên nghị anh đã quen biết và tìm hiểu cô dâu Hồng Phương được bao lâu rồi ạ? Thời gian là cũng không nhớ được luôn. Thời gian không nhớ ạ? Như vậy cái này anh cũng nhớ hay không nè? Đã bao giờ hôn chưa? Bây giờ chuẩn bị hôn. Không, lúc quen nhau có hôn chưa? Chưa. Chưa ạ? Chú rể nói chưa, biết cái tên không ạ? Có tin không ạ? Vâng ạ, xem cách chú rể hôn cô dâu sẽ có chuyên nghiệp hay không ạ? Và bây giờ chú rể sẽ hôn vị trí nào cô trên cơ thể cô dâu ạ? Hôn vị trí nào tất cả quý vị được yêu cầu ạ? Người ta thường nói rằng hôn bên phải sinh năm gái một trai, hôn bên trái sinh năm trai một gái, hôn chính giữa một trai một gái. Hôm nay tất cả quý vị muốn chú rể hôn vị trí nào ạ? Phải hay trái hay là chính giữa ạ?
Chính giữa là chỗ nào ạ? Trên cơ thể người phụ nữ rất nhiều chỗ chính giữa ạ. Anh biết chính giữa là chỗ nào chưa? Chính giữa là chỗ nào? Trên cơ thể vợ mình chính giữa là chỗ nào? Không biết luôn. Không biết luôn ạ. Anh nhắm, cứ nhắm chính giữa là chỗ nào anh hôn đại giùm em đi. Và bây giờ thì xin mời chú rể sang trái 37 độ 5 nè, cô dâu sang phải 35 độ 7. Hai tay cô dâu đặt lên vai chú rể nè. Hai tay cô dâu đặt lên vai chú rể. Hai tay chú rể, em chưa nói là đúng vị trí là trên eo cô dâu mà bảo là chưa hôn ạ. Cái này là hôn nhiều rồi mới có kinh nghiệm phải không ạ? Và tất cả các người cùng đếm 1, 2, 3 và bắt đầu. Thì chú rể sẽ trao cho cô dâu một nụ hôn dài khoảng 15 phút. Nụ hôn này sẽ đi vào sách kỷ lục Guinness năm 2022 là nụ hôn dài nhất trong năm. Ai đồng ý vỗ tay lớn hết không? Vâng ạ. Và lưu ý với chú rể và cô dâu rằng thế này, khi còn những tia sáng của pháo bên dưới, khi còn những tràng vỗ tay của tất cả các vị bên dưới, thì chú rể phải tiếp tục hôn cô dâu. Như vậy tất cả quý vị muốn chú rể hôn cô dâu thật lâu thì vỗ tay thật lâu được không ạ? Chuẩn bị đếm nào. Chuẩn bị. Một. Cô dâu ơi, từ từ. Chuẩn bị đếm nào. Một, hai, ba, bắt đầu. Vỗ tay lên nào, chưa? Giữ nguyên hiện trường, vỗ tay lớn lên được không ạ? Vỗ con. Vâng, và kính thưa quý vị, nụ hôn kỷ niệm cũng đã khép lại chương trình nghi thức lễ phu quyên ngày hôm nay. Và Ngô Thợ Ân cũng xin được kết thúc chúc rể và cô dâu trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê, trăm năm kết chặt tự duyên, suốt đời suốt kiếp một lòng thủy chung. Và cũng xin được kính chúc tất cả quý vị được ngàn sự như ý, triệu sự như mơ, tỷ sự bất ngờ, vạn lần hạnh phúc. Và bây giờ thì xin trả chúc rể và cô dâu về vòng tay của tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời.